Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là mình sẽ đi vào chủ đề chính luôn, là mình sẽ chia sẻ tới cách học kanji như thế nào sao cho hiệu quả. Thì lần trước mình cũng đã nói là mình học kanji rất là dốt, nhưng mà tại sao hôm nay là mình lại làm ra một cái video chia sẻ này? Thì cái lý do là vì mình cũng đã từng không biết kanji. Mình đã từng đi từ số 0 lên số 1 và lên rất là nhiều số. Chính vì thế nên là mình biết là mọi người nên học như thế nào thì sẽ phù hợp được với mọi người. Và cái mình sẽ nói về cái cách học của mình như thế nào để mọi người có thể sử dụng cái cách học đấy để tham khảo. Vì là mỗi người sẽ có một cách học, cách nhớ khác nhau, nên là mình không thể nói là cái cách của mình là đúng, cách của mọi người là sai. Và mình sẽ không bao giờ áp đặt một cái cách học nào cho bất kỳ một ai, bởi vì mỗi người sẽ có một cách riêng. Nên là mọi người xem video để đưa ra được cái phương pháp làm sao cho mình học thật là thú vị, học thật là vui vẻ. Như mọi người đã biết thì là người Nhật người ta sẽ dành khoảng tầm 12 năm từ cấp 1 tới cấp 3 để học tầm 2.000 chữ kanji. Thì với những bạn nào mà nhanh thì các bạn có thể sử dụng là 1 năm để học được hết N1, tức là 2.000 chữ kanji. Mình thì ngày trước là mình cũng học bằng quyển này. Còn ví dụ với những bạn nào mà chậm ấy, những bạn bình thường thì sẽ sử dụng 3 năm, những bạn nào mà bình thường nữa thì sẽ sử dụng 5 năm để học khoảng thời gian để có thể mà học được 2.000 chữ kanji để tương đương với mức độ là N1. Thì nói chung là chúng ta hãy nghĩ là chúng ta không phải là người trong mức siêu phàm là có thể học được trong 1 năm. Mình thì mình chỉ là học ở mức bình thường, nên là mình đã học trong 3 năm để học được 2.000 chữ. Nhưng mà mình học 2.000 chữ không có nghĩa là mình bây giờ mình sẽ nhớ được hết tất cả những chữ đấy. Mình không đọc được hết tất cả các chữ, nhưng vấn đề là mình đã học qua rồi, nên là mình biết là đại khái cái chữ này nó sẽ có nghĩa là gì, và đại khái là mình cần phải mình đọc như thế nào là nó sẽ đúng. Thì trong cái đầu của mình khi mình học rồi, mình sẽ có một cái sự tưởng tượng ra như thế. Thì khi mà các bạn học lên cao ấy, cái việc tưởng tượng nó rất là quan trọng. Thì tí nữa mình sẽ nói chi tiết ở phần sau, và bây giờ mình sẽ đi vào cụ thể chi tiết. Thì về cái cách mà học kanji, chúng ta sẽ có hai cái cách học. Cách thứ nhất là chúng ta học theo bộ thủ. Cách thứ hai là không học theo bộ thủ, là học một cách tự do. Thì mình cũng không nói là học theo cách nào sẽ tốt, mà học theo cách nào mà phù hợp với cái tính cách của các bạn, nó sẽ là cái điều mà tốt nhất. Vì mình phải vui thì mình mới học được, còn nếu mà không vui thì mình cũng sẽ không học được. Với mình thích cái kiểu tự do, mình không thích nó theo cái này theo cái kia. Nên là mình sử dụng theo cái cách là học tự do, là học cái chữ nào thì mình nhớ chữ đấy. Và tất cả những cái chữ mà khó ấy, nó cũng sẽ ghép từ những chữ cơ bản mà ra. Cụ thể chi tiết mình sẽ kể về cái trình tự là mình đã học như thế nào. Thì trong khoảng tầm 6 tháng đầu tiên là mình học 300 chữ kanji cơ bản. Thì với 300 chữ kanji cơ bản này, mình đã nói chung là cái thời gian đấy là mình cũng viết rất là nhiều. Và những cái cơ bản nhất thì sẽ phải là những cái chắc nhất. Nhưng mà thực ra bây giờ là cũng quên ấy, nhiều chữ là cũng quên chứ không phải là lúc nào cũng viết được. Nhưng mà cái thời gian học đấy nó sẽ phải là thời gian chắc. Thì khi mọi người chắc rồi thì mọi người sẽ nói chung là cứ viết như một thói quen thôi. Thì lúc đấy mọi người sẽ học nâng cấp lên để lên được 500 chữ và lên 700 chữ. Thì khi mà lên 500 chữ và 700 chữ ấy, thì nó sẽ không còn đơn giản như khi mà mình học 300 chữ. Thì cái lúc này chúng ta sẽ phải chuyển sang một cái giai đoạn gọi là khó hơn một chút, là vừa phải viết và vừa phải tra để xem cái từ đấy nó nghĩa là gì. Và có những cái từ liên quan tới nhau thì chúng ta sẽ tập hợp để ghép lại để vừa học từ mới luôn. Thì ở đây cái việc học kanji nó cũng sẽ có những cái từ mà Hán Việt ấy, nên là chúng ta sẽ biết là à, cái từ này nó, cái âm Hán của nó là đại khái là như thế này như thế kia. Thì khi mà chúng ta ghép vào với nhau và nó mình đối chiếu với tiếng Việt thì mình có thể mình sẽ dễ nhớ hơn. Thì đấy là cái mẹo để mình có thể nhớ được chữ kanji. Thì đó là với 500 đến 700 chữ. Và bây giờ chúng ta sẽ lên một cái mức độ cao hơn, là đến tầm khoảng 1.000 chữ. Thì 1.000 chữ thì chúng ta vẫn phải gọi là tiếp tục cái giai đoạn là tìm kiếm, tức là tra từ ấy. Và khi mà chúng ta đã đạt được đến cái trình độ 1.000 chữ rồi thì là chúng ta sẽ có một cái lượng gọi là lượng cơ bản trong đầu. Và để có thể nâng cao lên 2.000 chữ, nó là một quá trình. Là cái quá trình là lúc nào cũng phải nằm, ăn và ngủ với kanji. Thì vì sao mà mình lại phải nói như thế? Vì ví dụ như là bây giờ mọi người đi ra đường này, mọi người nhìn thấy một cái chữ kanji mới, thì lúc này mọi người sẽ phải tra cái từ đấy, xem nó là cái gì, hoặc là mọi người memo lại để mọi người có thể học. Vì ấy, nói chung là tất cả trong sách, trong vở, không phải là tất cả. Và cũng không có nghĩa là chúng ta cứ phải mở sách, mở vở ra để chúng ta ngồi, chúng ta viết một cái đống này. Một cái đống này nó cực kỳ là khó, và nó khó để nhồi vào đầu.
thì không nhất thiết là chúng ta phải mở sách mở vở ra học thì chúng ta mới học. Thì chúng ta có thể học theo cái cách là chúng ta sẽ sử dụng là nhìn thấy cái này, nhìn thấy cái kia thì chúng ta sẽ học luôn. Thì nói chung là như thế, thì nhìn đi nhìn lại nhiều lần thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác về kanji và chúng ta sẽ nhớ mang máng cái chữ đấy là nó lên xuống trái phải như thế nào. Đấy, thì chúng ta sẽ nhớ được chữ kanji đấy. Có một cái điều quan trọng nữa là ví dụ như là mình thì mình thường sử dụng khi mà lên đến cái 1000 chữ rồi ấy, thì mình thường mình không viết nhiều nữa. Mình không viết bằng tay nhưng mà mình viết trong đầu. Ví dụ như mình nhắm mắt và mình cũng có thể tưởng tượng được ra là chữ này phải viết như thế nào, rồi thì chúng ta phải viết như thế nào thì chữ đấy nó mới đúng. Đấy, thì lúc đấy là cái tưởng tượng trong đầu rồi thì nó sẽ hằn sâu vào trong não của chúng ta. Thì đó cũng là một cái cách để các bạn có thể thử. Và có một cái cách mà còn tuyệt vời hơn nữa, mà có thể là các bạn cũng sẽ không thể nghĩ ra là tại sao mà xem phim mà lại học được kanji, đúng không? Thì cái cách mà mình học tiếng Nhật nhiều nhất là sẽ là xem phim nghe thời sự. Và chúng ta sẽ học kanji theo kiểu như thế. Thì ví dụ như là xem phim thì chúng ta bật Việt sắp lên thì thôi, xác định là chúng ta chỉ đọc tiếng Việt thôi. Và chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta biết được chữ kanji đấy như thế nào. Nhưng ở trong cái phần gọi là jimaku ấy, tức là cái phần mà gọi là viết chữ phụ đề ấy, thì chúng ta hãy bật cái tiếng Nhật lên. Thì lúc này cái tiếng Nhật nó sẽ hiện lên và chúng ta sẽ vừa nhìn vào đấy để luyện được cái khả năng là đọc chữ nhanh nhá, nghe bắt chữ này, nghe tai nghe bắt chữ này, và mắt nhìn để đọc xem cái chữ kanji đấy là gì. Và nếu mà chúng ta luyện được cái kỹ năng đấy thì chắc chắn là cái phản xạ của chúng ta với tiếng Nhật nó sẽ gọi là nó lên một cái tầng cao mới, và nghe chúng ta cũng gọi là ok hơn này. Kanji thì chúng ta cứ nhiều nhìn nhiều lần ấy là chúng ta sẽ nhớ. Chứ còn bây giờ cứ bảo là bây giờ bạn đưa cho mình một chữ và là viết chữ này đi, không, mình cũng không viết được. Nhưng mà mình nhìn vào chữ đấy mình sẽ biết là chữ đấy là ý nghĩa là gì, đọc như thế nào, mình sẽ biết. Bởi vì bây giờ thực ra đi làm mình sử dụng máy tính để mình gõ mà. Người Nhật người ta cũng thế. Nên là bây giờ đầy người cũng không viết được chữ kanji. Thì mình cũng không khuyến khích mọi người là không viết cũng được, mà mọi người hãy học theo cái cách của mình để làm sao, học theo cái cách của các bạn ấy, để làm sao mà các bạn có thể thấy nó, cái việc học nó thật là thú vị, học nó thật là hứng khởi, để mọi người học một cách theo cái ý nghĩ của mình. Và cuối video thì mình cũng xin chốt lại là như thế này: học cái gì đi chăng nữa thì những cái cơ bản chúng ta cũng sẽ phải gọi là làm cho nó tuyệt vời nhất. 300 chữ đầu tiên là 300 chữ phải tuyệt vời nhất. Sau đó là chúng ta sẽ nâng cấp lên bằng cách là chúng ta tra từ và vừa tra vừa học. Nâng cấp lên nữa là thấy cái gì thì phải học cái đấy. Và nâng cấp lên một tầng cao mới là chúng ta xem phim và chúng ta bật cái phần phụ đề bằng tiếng Nhật. Thì nó sẽ ra cái chữ kanji này, nó sẽ ra cả cái cách đọc như thế nào, cách nói người ta như thế nào. Chúng ta sẽ học được một công đôi ba việc. Đấy là cái cách mà mình đã sử dụng để học kanji. Và cuối video thì mình cũng chốt lại là thực sự đến bây giờ mình cũng vẫn chốt kanji. Nhưng mà hầu như chữ nào mình cũng nhìn vào mình cũng sẽ đoán được đại khái ý nghĩa của nó là gì và đại khái là nó đọc như thế nào. Còn những chữ nào mà trong công việc mà sử dụng, ngày nào cũng sử dụng thì chắc chắn là chúng ta không thể quên được rồi. Thì đấy là cái cách mà mình sử dụng để mình học kanji như thế nào. Thì hy vọng là mọi người có thể dùng những cái cách mà mình đã sử dụng để tham khảo cho cái cách học của các bạn. Và hy vọng là các bạn nếu mà thấy video này hay, hữu ích thì hãy giúp mình like này, chia sẻ tới nhiều bạn bè hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình để mình làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn và chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.